Con người chết đi, không còn hơi thở, ngoài trợ niệm ra, còn phải tụng kinh niệm Phật 49 ngày. Cách bố trí linh đường đúng pháp nhất là như thế nào? Bàn thờ Phật để ở phương hướng nào? Linh vị đặt ở phương hướng nào? Những điều này bạn không cần hỏi tôi. Thông thường, pháp sư ở chùa đều biết. Nơi làm kinh sáng Phật sự, họ đều biết. Có thể giúp đỡ người mất 49 ngày, đây là chuyện tốt nhất. Bởi vì trong kinh Đức Phật nói với chúng ta, sau khi con người chết đi, đa phần 49 ngày này vẫn ở thân trung ấm. Ở trung ấm, trung ấm mỗi 7 ngày, người mất sẽ có một lần biến đổi, tức là nói có một lần chịu khổ. Cho nên đạo lý cúng thất là ở đây. Mỗi 7 ngày tụng kinh hồi hướng cho người mất, giảm bớt sự đau khổ của họ. Đây là chuyện rất cần thiết. Đại đa số sau 49 ngày, người mất sẽ đi đầu thai. Chuyện này ở thế gian thông thường đều căn cứ theo những điều mà đạo giáo nói. Bạn xem địa ngục biến tướng đồ mà cư sĩ Giang Dật Tự của Đài Loan vẽ lần này là dựa theo Ngọc Lịch Bảo Sao, dựa theo Ngọc Lịch Bảo Sao của đạo giáo. Điều này cũng vô cùng hiếm có, mang lại gợi ý rất lớn cho chúng tôi. Chúng tôi không để ý tới chuyện này. Trong kinh điển, Đức Phật chắc chắn giảng giải về địa ngục rất rõ ràng, nhưng mà chúng tôi không để ý tới. Lần này, bức tranh của ông ấy đã nhắc nhở chúng tôi. Chúng tôi tìm trong Đại Tạng Kinh, thật sự tìm được 25 bộ kinh. Trong kinh điển, Thế Tôn nói về tình hình của địa ngục còn rõ ràng hơn đạo giáo nói. Nội dung vô cùng phong phú. Cho nên hiện tại chúng tôi hồi tập lại những kinh văn mà Đức Phật nói về địa ngục trong 25 bộ kinh này, in thành một quyển. Nếu không, bạn đi tìm nhiều kinh điển như vậy, bạn cũng không tìm được. Chúng tôi in thành một quyển, hiện tại in ở Đài Loan. Chúng tôi đặt tên là Phật Thuyết Chư Kinh Địa Ngục Tập Yếu. Chúng tôi hy vọng tương lai có thể có cơ duyên tìm được người có thể vẽ tranh ở Trung Quốc đại lục, căn cứ theo tình hình của địa ngục mà trong kinh Phật nói, mà vẽ một bức tranh địa ngục biến tướng đồ của Phật giáo. Hiện tại lưu hành là của đạo giáo. Vậy thì càng có thể giúp con người cảnh giác. Cho nên thật sự giống như thầy Giang tự mình nói, tung gạch nhữ ngọc. Thầy ấy tung ra bức tranh này, hy vọng có thể dẫn ra địa ngục biến tướng đồ trong kinh Phật, có thể dẫn dắt ra. Đây đều thuộc về giáo dục nhân quả. Đối với lòng người hiện nay thật sự có gợi ý, có giúp đỡ. Mọi người nhìn thấy, có thể thật sự phản tỉnh. Ác hạnh, ác niệm nhất định có ác báo. Ít nhất có thể thúc liệm một chút khởi tâm động niệm, lời nói, hành vi, đây là chuyện tốt. Không những có thể cứu bản thân, cũng có thể cứu kiếp nạn này. Câu hỏi thứ hai là người đã ngừng thở nhưng chưa đưa đi chôn, liệu có cần đốt đèn dưới chân không? Đốt đèn này là tập tục, là tập tục của thế gian. Nếu làm theo Phật Pháp không cần, cũng có thể làm theo Phật Pháp. Nếu không thể làm theo Phật Pháp, bất đắc dĩ cũng phải làm theo thế gian Pháp. Bởi vì sao? Anh em trong nhà bạn nhiều, chưa chắc tất cả đều học Phật. Bạn làm theo Phật Pháp, họ không đồng ý, bạn cũng không có cách nào. Cho nên vẫn phải tùy duyên, gọi là gia hòa vạn sự hưng. Câu thứ ba hỏi, trong năm đầu tiên của người mất, mùng 6 tháng 6 là qua cầu, khâu này liệu có cần phải làm không? Làm như thế nào? Làm như thế nào mới như lý, như pháp?
Chuyện này trong Ngọc Lịch Bảo sao có, trong Kinh Phật cũng có. Theo đó mà làm là được. Thực sự thì một năm, ba năm, đa phần đều thuộc tính chất kỷ niệm. Đây là thận trọng lo tang lễ cha mẹ, kính thành lo cúng tế tổ tiên. Ác phong tục dân tình sẽ quay về thiện lương. Ý nghĩa thực sự là ở chỗ này. Nghi thức có thể làm theo thế tục, nhưng mà phải làm đơn giản, không nên quá phức tạp, không nên lãng phí. Làm nhiều việc từ thiện xã hội, lợi ích chúng sanh, đem công đức này hồi hướng cho người mất là được. Câu hỏi thứ tư, trong quan tài người mất thêm một ít tháp hương, trầm hương, hoa tươi, hoặc thêm chỗ để tiền giấy riêng, cách làm nào như lý, như pháp? Xin lão pháp sư khai thị cho những câu hỏi trên. Trong quan tài có thể không cần thêm tiền giấy, thêm củi khô, trầm hương thì có thể. Mấy thứ này tốt, thêm mấy thứ này được. Lúc pháp sư xuất gia qua đời, trong quan tài dùng những thứ này, không dùng tiền giấy. Vị đồng tu này hỏi, Kinh Địa Tạng nói nhân quả báo ứng, con người hiện nay không ai không tạo ác, đều đọa địa ngục. Loài người đáng lẽ càng ngày càng ít, tại sao ngược lại càng ngày càng nhiều? Câu hỏi này bạn không cần lo lắng. Thật đó, con người sẽ càng ngày càng ít. Rất nhiều năm trước, tôi từng thấy lời tiên đoán của nhà tiên tri người Pháp Nostradamus. Bản dịch tiếng Trung của lời tiên tri đó gọi là Chư Thế Kỷ. Trong đó có nói thế giới này có tai nạn rất nghiêm trọng. Hơn nữa, lời tiên đoán của ông ấy, tai nạn này xảy ra vào năm 1999, năm 2000 là vào thời gian này. Sự nghiêm trọng của tai nạn này, nó con người trên trái đất này đại khái sẽ chết gần hết. Số người sống sót chỉ còn đại thất. Có người nói đại thất chắc là khoảng 700 triệu người. Chúng ta biết được hiện nay dân số trên toàn thế giới vào khoảng gần 7 tỷ người. Nói cách khác, trong 10 người chỉ còn lại một người. Có một số người nói đại thất này không phải là 700 triệu mà là 70 triệu. Nếu như là 70 triệu vậy thì trong 100 người chỉ còn lại một người. Cho nên tới lúc đó người còn sống sót, người còn sống sẽ hâm mộ người đã chết. Thảm thương như vậy đó. Nhưng mà năm 1999 đã trôi qua rồi, năm 2000 cũng trôi qua rồi. Lúc đó tôi đang ở Singapore. Singapore có một vị hiệu trưởng học viện thần giáo của đạo Thiên Chúa. Ông cảm thấy rất kỳ lạ. Ông nói rõ ràng hai năm này có tai nạn, tại sao lại không có nữa? Đưa ra câu hỏi như vậy. Tôi đoán rằng, tôi nói hai năm này thật sự có tai nạn, tại sao lại không có nữa? Bởi vì người trên toàn thế giới đều thấy qua lời tiên đoán này, đều biết vào thời điểm này có tai nạn. Toàn thế giới, điều khác không nói, tín đồ của tất cả tôn giáo, trong khoảng thời gian này, mọi người đều thành tâm, thành ý, cầu nguyện. Sức mạnh này lớn. Sự cầu nguyện này có thể hóa giải tai nạn, ít nhất có thể trì hoãn tai nạn này. Tôi tin rằng câu trả lời của tôi có thể thỏa mãn ông ấy. Nhưng mà hai năm này trôi qua rồi, hiện tại lòng người càng trở nên xấu hơn. Lời tiên đoán đó là giả, không đáng tin. Tạo ác nghiệp càng ngày càng nhiều thêm. Nếu tai nạn lại tới nữa, e rằng còn tàn khốc, còn đáng sợ hơn so với những gì tiên đoán nói.
có thể xảy ra, không phải là không có khả năng. Cho nên hiện tại trên thế giới đều đang tìm kiếm cách làm thế nào hóa giải xung đột, làm thế nào xúc tiến an định hòa bình. Chỉ cần có cơ hội như vậy, tôi tuyệt đối không bỏ qua. Tôi luôn muốn góp một chút sức lực của mình. Làm thế nào hóa giải xung đột? Tôi cũng từng tham gia tọa đàm của một số học giả chuyên gia. Hội nghị hòa bình của Liên Hợp Quốc, sau khi tôi tham dự, nghe thử những người này nói xem có thể giải quyết vấn đề không? Không thể giải quyết vấn đề. Vấn đề này tuyệt đối không phải vài người ở trong phòng thảo luận, nghiên cứu thì thế giới hòa bình sẽ tới, xung đột không còn nữa. Đây là chuyện không có khả năng. Tôi đưa ra kiến nghị cho họ, vấn đề này thực sự muốn làm phải dựa vào giáo dục. Là giáo dục gì? Đại sư Ấn Quang vào đầu những năm dân quốc, đại khái là khoảng một thế kỷ trước, Ngài đã nhìn ra được. Chúng ta không thể không bội phục trí tuệ của Tổ sư, tầm nhìn của Tổ sư. Ngài ấy nhìn thấy rất rõ ràng. Bạn xem, Ngài ấy là Tổ sư cao tăng một đời của Tịnh Độ Tông. Những điều mà cả đời Ngài giảng, Ngài hoằng dương, không phải là Kinh Phật. Kinh Phật đương nhiên cũng nói, nhưng không toàn tâm toàn lực. Ngài toàn tâm toàn lực làm điều gì? Hoằng dương, liễu phàm tứ huấn, thái thượng cảm ứng thiên, an sĩ toàn thư. Vào năm 1977, lần đầu tiên tôi tới Hồng Kông giảng kinh ở chỗ lão Pháp Sư Đàm, cũng chính là ở Thư viện Phật giáo Trung Hoa ở phố Cửu Long giới hạn. Lúc tôi tới, lão hòa thượng đã giảng sanh. Người phụ trách thư viện là Pháp Sư Sướng Hoài. Chúng tôi quen biết nhau từ khi đó, cũng kết giao được một người bạn tốt. Sướng Hoài là một vị Pháp Sư rất tốt. Ở trong thư viện, tôi nhìn thấy rất nhiều sách do Hoàng Hóa Xã xuất bản. Bởi vì quan hệ của Ấn Tổ với chúng tôi vô cùng mật thiết, thì của tôi là học trò của Ấn Tổ, chúng tôi gọi Ngài là Tổ Sư, thông thường mọi người gọi là Sư Công. Có quan hệ mật thiết như vậy, đây là truyền thừa trực tiếp. Cho nên tôi vô cùng chú ý những kinh thư, thiện thư mà Ngài lưu hành. Sách Ngài in tốt, phiên bản tốt, chữ sai rất ít, được coi là kinh thư tốt nhất lưu hành thời cận đại. Tôi xem trang bản quyền, ba bộ sách này Ngài đã in mấy chục lần, mỗi lần ít nhất là 50.000 cuốn, nhiều thì 100.000 cuốn. Tôi đại khái tính toán một chút, ba bộ sách này vào thời đó số lượng Ngài in nhiều hơn 3 triệu quyển. Tôi rất ngạc nhiên. Tất cả sách Phật, kinh luận, số lượng Ngài in nhiều nhất còn chưa tới 10.000 cuốn. Nhưng những sách này lại in vượt hơn 3 triệu quyển. Điều này có nghĩa gì? Liễu phàm tứ huấn không phải là kinh Phật, coi như là sách của nhà nho. Cảm ứng thiên, nửa đầu của An Sĩ Toàn Thư, Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn là đạo giáo. Cho nên tôi nói, lão hòa thượng đã làm văn hóa đa nguyên, đã không còn là một tôn giáo. Ngài làm ba nhà Nho Thích Đạo cùng nhau. Tôi suy nghĩ rất lâu. Tôi nghĩ tới đại khái tai nạn của thế gian này vô cùng nghiêm trọng. Do Phật
muốn cứu thế gian này không kịp nữa rồi. Tại sao vậy? Bạn phải làm rõ đạo lý Nho và Phật thì bạn mới có thể hồi tâm chuyển ý, bạn mới có thể sửa đổi làm mới. Nhưng mà đây là một môn học vấn, không có công phu 10 năm, 20 năm không nhận được hiệu quả. Cách tốt nhất là nhân quả. Cho nên ba loại sách này gọi là giáo dục nhân quả. Vào thời mạt Pháp, Lão Pháp Sư đề xướng giáo dục nhân quả để cứu thế gian, thật đúng đắn. Nếu con người biết nhân quả báo ứng, khởi tâm động niệm của họ sẽ thúc liễm, họ sẽ không dám làm chuyện xấu. Cho nên Ngài cực lực đề xướng ba loại sách này, chúng ta thể hội được ý của Ngài. Nhưng mà thế giới hiện nay càng ngày càng không tin nhân quả, khoa học kỹ thuật phát triển, con người hiện nay tin khoa học. Đạo Kitô, đạo Thiên Chúa rất thịnh hành ở Trung Quốc, không thịnh hành ở nước ngoài. Người Trung Quốc tin, người nước ngoài không tin. Thậm chí người nước ngoài còn tuyên bố Thượng Đế đã chết, khoa học đứng đầu. Bạn xem, con người có thể tới mặt trăng, có thể đi tới những hành tinh khác, không tin Thượng Đế nữa. Chuyện này phiền phức rất lớn. Nếu như thật sự đi theo phương hướng như vậy, thế giới này sau cùng chính là ngày tận thế mà các tôn giáo nước ngoài nói tới. Ngày tận thế chính là toàn thế giới hủy diệt, bắt đầu lại từ đầu. Lời tiên tri của Nostradamus đã thành sự thật, cho nên rất đáng sợ. Chúng ta muốn cứu vớt, dùng phương pháp gì? Vẫn là phương pháp của Lão Pháp Sư Ấn Quang. Nhưng mà hiện nay, chúng ta không cần in sách. Cả thế giới này, 7 tỷ người, bạn có thể in 7 tỷ quyển, mỗi người một quyển sao? Mỗi người một quyển, chưa chắc họ đã xem. Ba quyển sách này, mặc dù là văn ngôn văn rất dễ hiểu, người hiện nay xem có chướng ngại. Cho nên, những năm này, tôi đề xướng tốt nhất là chuyển thể sách này thành phim truyền hình nhiều tập, phát trên đài truyền hình để giáo dục mọi người. Dùng phương pháp này, có người hưởng ứng sớm nhất là Malaysia, chuyển thể Liễu Phạm Tứ Huấn thành phim truyền hình 2 tập. Thời gian quá ngắn, chỉ có 2 tiếng đồng hồ. 2 tập tôi đã xem qua, quay khá hay, tôi cũng rất tán thán. Lần thứ hai là những diễn viên ở Bắc Kinh phát tâm đã quay 6 tập. Nội dung tăng thêm một chút, nhưng mà muốn phát trên đài truyền hình, tôi nghe nói ít nhất phải 20 tập. 20 tập trở lên đài truyền hình mới chào đón. Ít nhất không thể ít hơn 16 tập. Ít hơn 16 tập thì đài truyền hình không chấp nhận. Bởi vì vậy, lần này tôi tới Bắc Kinh để làm gì? Chính là làm chuyện này. Tôi tìm Du Bổn Xương, Du Bổn Xương diễn Tế Công. Tôi quen ông ấy. Trước đây ông ấy từng tới Singapore tìm tôi. Tôi cũng từng giúp ông ấy. Tế Công Du Ký phần 2 của ông, tôi đã giúp đỡ ông. Chúng tôi có giao tình như vậy. Cho nên tôi nói, lần này tôi nói cho ông ấy biết cách nghĩ, cách nhìn của tôi, để ông ấy quay một bộ phim truyền hình 20 tập. Trước đây, ông ấy quay phim, đại khái một tập tốn khoảng 300.000 nhân dân tệ. 20 tập là 6 triệu tệ. Tôi nói 6 triệu tệ không thành vấn đề. Nhưng tôi yêu cầu ông ấy, bộ phim này của chúng tôi phải đạt đến trình độ quốc tế. Trình độ trong nước của ông vẫn chưa được, phải trình độ quốc tế, hướng tới quốc tế. Mọi người đều có thể xem, đều hoan hỷ.
tốn kém thêm chi phí cũng không thành vấn đề. Tôi nói có thể tăng thêm chi phí tìm diễn viên giỏi nhất. Chúng tôi tính toán ước chừng tốn khoảng 10 triệu. Ông quay bộ phim này cho tôi. Ông ấy viết hai bản thảo kịch bản. Tôi đều không hài lòng. Tôi nói không được, đều trả về. Cuối cùng tôi dạy ông ấy điều gì? Nhất định phải là viên liễu phàm, người thật, việc thật. Cho nên tôi nói với ông ấy, ông phải tới Gia Thiện. Thiên sinh Liễu Phàm là người Gia Thiện, đời sau của ông ấy vẫn còn. Viên Bính Khôn, đời sau của ông ấy vẫn còn. Năm nay hơn 80 tuổi, từng gọi điện thoại cho tôi, viết thư cho tôi, chưa từng gặp mặt. Tôi nói ông ấy đi tìm người này, người này nhất định sẽ cung cấp sự tích của tổ tiên nhà họ để ông tham khảo. Ông ấy tới đó cũng cúi lại mộ của tiên sinh Liễu Phàm. Tôi nói tương lai phải quay phần mộ này ở đầu phim, người thật, việc thật. Ông xem thử vận mệnh của tiên sinh Liễu Phàm được tiên sinh họ Khổng đoán ra. Làm sao gặp được tiền sư Vân Cốc để xoay chuyển vận mệnh trở lại? Nhưng thiện quả thiện, tiên sinh Liễu Phàm đã làm cho chúng ta thấy. Ông ấy tới đó, hiện tại rất có tính tâm. Sau khi từ Gia Thiện quay về, muốn tới Bảo Trì, bởi vì tiên sinh Liễu Phàm từng làm tri huyện Bảo Trì, trong huyện chí, nhất định vẫn còn tư liệu, tìm ra hết thảy rồi, mới viết kịch bản. Nhóm người này hiện nay rất nhiệt huyết đối với chuyện này. Tôi nói được. Tôi nói về mặt chi phí, tôi toàn lực ủng hộ ông. Sau khi làm xong bộ này, tôi nói tiếp theo chúng ta làm bộ thứ hai. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên dễ làm hơn bộ này, bởi vì câu chuyện trong đó rất nhiều. Cảm Ứng Thiên chuyển thể thành 30 tập. An Sĩ Toàn Thư chuyển thể thành 30 tập, tổng cộng là 80 tập. Đây là một số tiền rất lớn. Tôi toàn lực ủng hộ ông. Ông làm thật tốt cho tôi, đạt tới tiêu chuẩn quốc tế. Sau khi làm xong, chúng ta dùng phim cổ trang Hoa Ngữ để diễn. Tiếp theo thì giống như chúng ta xem phim nước ngoài hiện nay, trong đó có phụ đề tiếng Trung. Chúng ta thêm phụ đề tiếng nước ngoài, chúng ta thêm phụ đề tiếng Anh, phụ đề tiếng Tây Ban Nha, phụ đề tiếng Ả Rập. Chúng ta chiếu trên TV toàn thế giới. Nguyện vọng của Đại sư Ấn Quang, hy vọng giáo dục nhân quả có thể dạy người trên toàn thế giới. Thế giới này sẽ được cứu. Chuyện này gấp, vô cùng gấp, mau chóng làm. Còn trì hoãn 5 năm nữa, e rằng thế giới này không còn nữa. Phải mau chóng làm. Tôi tới Bắc Kinh làm chuyện này. Chúng tôi họp 3 lần với cư sĩ Du Bổn Sư, khích lệ ông ấy, dạy ông ấy cách làm. Nếu như không làm, con người hiện nay thực sự giống như lời bạn nói trong Kinh Địa Tạng nói, tất cả những cử chỉ động niệm của chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi. Thật sự đọa lạc, thật nguy cấp. Câu hỏi thứ hai, đây là tu niệm Phật tịnh độ đa dạng, có 4 chữ, 6 chữ, đi, ngồi, nhanh, chậm, vân vân. Cho dù niệm như thế nào, sư thừa không giống nhau. Ở đây có phân biệt tà chánh hay không? Có phân biệt tà chánh. Nhưng mà tà chánh y theo kinh giáo là chánh, làm trái kinh giáo là tà. Tiêu chuẩn tà chánh là kinh giáo. Quý vị nhất định phải nhớ kỹ điều này. Trong Tứ Y Pháp nói, y pháp bất y nhân. Y nhân bất y pháp thì e rằng sẽ đi đường tà. Chúng ta không y nhân, chúng ta y pháp thì chắc chắn đúng đắn. Y theo một bộ kinh điển, cả đời đều không cần thay đổi. Từ xưa đã có rất nhiều tổ sư đại đức cả đời chuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ, chuyên giảng kinh A Di Đà. Điều này tốt. Giảng lâu rồi sẽ quen thuộc, cảnh giới Tây Phương đều quen thuộc, khởi tâm động niệm đều là thế giới Tây Phương cực lạc. Làm gì có đạo lý không giảng sanh, chắc chắn được giảng sanh.
Còn về niệm Phật, 4 chữ cũng được, 6 chữ cũng được, đều tốt, chuyện này không có nhất định. Chỉ cần niệm khiến bản thân hoan hỷ, điều này rất quan trọng, không được sanh phiền não. Niệm khiến bản thân rất thoải mái, đi cũng được, ngồi cũng được, đứng cũng được. Ấn Độ nói với chúng ta, ngủ trên giường vẫn phải niệm Phật, không niệm ra tiếng. Nằm trên giường niệm ra tiếng sẽ tổn khí, cũng không cung kính. Mọi lúc, mọi nơi, lúc không thuận tiện, lúc ở trong nhà vệ sinh, cũng không được gián đoạn câu Phật hiệu, không được niệm ra tiếng, niệm ra tiếng không cung kính. Bạn hiểu được nguyên tắc này, bạn liền biết niệm Phật là phương tiện nhất, pháp môn phương tiện nhất, không có nghi thức nhất định, mọi lúc, mọi nơi, rất thành khẩn niệm là được, thì sẽ có cảm ứng. Vị đồng tu này hỏi, ông nói người thọ Bồ Tát giới, từ bỏ thói quen tụng kinh Bồ Tát giới vào giữa tháng và cuối tháng, đổi thành tụng kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà và trì danh niệm A Di Đà Phật, niệm thánh hiệu Phật thì có được không? Có thể. Đối với bản thân bạn chắc chắn được lợi ích. Nhưng mà mỗi tháng bạn tụng giới, nửa tháng tụng giới, cũng có chỗ tốt. Tại sao vậy? Con người hiện nay bỏ quên giới luật. Mỗi nửa tháng bạn tụng một lần, tụng cho người khác thấy, chúng ta không quên giới luật. Đây là độ tha, đây là khổ tâm của Bồ Tát. Hiện tại mọi người đều từ bỏ, chúng ta vẫn có thể duy trì. Cho dù hiểu hay không, cho dù làm được hay không, dáng vẻ vẫn còn đó. Bạn có thể duy trì dáng vẻ này thì cũng rất hiếm có. Công phu thật sự là tụng kinh, là niệm Phật. Sau khi thọ giới không có đạo tràng, bởi vì sau khi chùa Thanh Viện Phi Lai ở Quảng Đông bị nước cuốn trôi, vẫn luôn không có đạo tràng, tu hành ở nhờ chùa khác khắp nơi, tâm không định, tu hành khó mà thành tựu, xin sư phụ từ bi ban cho con đạo tràng tu hành tịnh độ, tốt nhất là đạo tràng gần bên cạnh sư phụ. Hy vọng Phật lực gia trì, Phật lực sẽ gia trì cho bạn. Tôi giới thiệu cho bạn một đạo tràng. Hiện tại tu tịnh độ ở Trung Quốc có hai đạo tràng tốt. Một đạo tràng ở Đông Bắc, Pháp sư Thường Huệ ở đó, chùa Bá Quốc Hương Long ở Trường Xuân. Mặc dù tôi chưa từng tới đó, nhưng tôi biết còn một đạo tràng nữa, đó là Đông Thiên Mục Sơn ở Hàng Châu. Hai nơi này đều là chuyên tu. Hơn nữa, Đông Thiên Mục Sơn mỗi ngày đều mở đĩa giảng của chúng tôi, cho nên mỗi ngày đều có nghe kinh, đều có niệm Phật. Nghe nói hiện nay bên đó có gần 2.000 người. Không dễ dàng, rất hiếm có. Vị đồng tu này hỏi, anh ấy hỏi người bị bệnh tâm thần, thần trí không tỉnh táo, trong tình huống không thể tập trung tinh thần niệm Phật, tụng kinh, có phương pháp gì có thể khiến họ tỉnh táo không? Có một số sư huynh nói có thể đi tìm đồng cốt giúp đỡ, có thể phù hợp không? Người bệnh có lúc sanh ảo giác, lẩm bẩm một mình, cười vô cớ, hành động không thể giải thích được. Những người này thật sự rất đáng thương. Gần như ở đâu cũng có, ở Trung Quốc, ở nước ngoài, những nơi chúng tôi từng tới đều gặp qua. Đây là nghiệp chướng sâu nặng.
Phàm là loại bệnh này, Đại Đức xưa thường nói với chúng ta, căn nguyên của bệnh tật có ba loại lớn. Loại thứ nhất, đó là bạn không chú ý ăn uống. Có câu, bệnh từ miệng mà vào. Bạn ăn uống không cẩn thận, không như pháp, bị bệnh do ăn uống mà ra. Đây gọi là bệnh sinh lý. Loại bệnh này dễ chữa trị, gặp được phương pháp chữa trị tốt, rất nhanh có thể hồi phục. Loại thứ hai là oan nghiệp, oan gia đối đầu. Đây là quỷ thần dựa thân. Bản thân bạn không thể làm chủ, thần trí của bạn hoàn toàn bị linh quỷ khống chế. Người như vậy rất đáng thương, rất nhiều. Loại bệnh này bác sĩ không có cách nào. Đó không phải là bệnh sinh lý, bệnh tâm thần đa phần đều thuộc loại này. Loại bệnh này phải điều giải, điều giải với quan gia trái chủ của người bệnh. Nếu như họ đồng ý, họ rời đi thì bệnh sẽ khỏi. Từ nhà đường mụn ghẻ mặt người, do quốc sư Ngộ Đạt hại cũng thuộc loại này. Tôn giả Ca Na Ca điều giải giúp ông, từ bi tam muội tụy sám lưu lại như vậy đó. Điều giải nếu họ đồng ý, họ rời đi, bệnh liền khỏi. Phải dùng tâm chân thành, công đức do bản thân tu tập tích lũy được, hồi hướng cho họ, như vậy mới được. Loại thứ ba là bệnh nghiệp chướng của bản thân, hoặc là trong đời quá khứ, hoặc là trong đời này, bản thân tạo rất nhiều ác nghiệp. Bệnh này khó chữa trị nhất, không phải là bệnh sinh lý, cũng không phải là oan nghiệp. Cho nên bác sĩ không thể chữa, cũng không thể hóa giải, nhưng mà vẫn có thể sám hối. Thật sự sám hối, tiêu trừ nghiệp chướng, bạn có thể hồi phục được. Cho nên giống như tình huống này, bạn cùng nhau tiến hành. Một là dùng phương pháp điều giải, hai là dùng phương pháp sám hối nghiệp chướng. Nhưng họ bị khống chế, thần trí không tỉnh táo, bản thân họ không biết sám hối. Bản thân không biết sám hối, người khác cũng không cách nào sám hối thay họ được. Điều này vô cùng khó khăn. Cho nên bước đầu phải điều giải, xem có phải họ bị linh quỷ dựa thân hay không. Trước tiên hóa giải, để linh quỷ dựa thân rời đi. Sau đó là dạy họ sám hối nghiệp chướng. Vậy thì mới có thể hồi phục. Nếu không thì rất khó. Một khi đưa tới bệnh viện tâm thần thì không còn cách nào khác. Ở nước ngoài, tình huống như vậy rất nhiều. Học Phật được vài năm, trở thành bị bệnh tâm thần. Ở trong bệnh viện tâm thần, rất đáng tiếc. Có một số người thân của họ tới tìm tôi. Tôi hỏi họ, người bị bệnh tâm thần này có phải là ưa thích thần thông không? Họ nói đúng vậy. Có phải là ưa thích cảm ứng? Đúng vậy. Ưa thích thần thông, ưa thích cảm ứng là môi giới, rất dễ dàng. Vậy thì phiền phức rồi. Không tin chánh pháp, không đọc kinh điển, không tỏ trì chánh pháp, ưa thích thần thông, ưa thích cảm ứng, rất dễ đọa lạc. Thật sự làm theo kinh giáo, có thầy tốt chỉ dạy, sao không xảy ra chuyện này? Chúng ta phải biết điều này. Đây cũng là một vị đồng tu xuất gia hỏi, đệ tịnh sư phụ có thể giảng 10 giới sa di và 24 oai nghi cho đồng tu xuất gia được không? Câu hỏi này hình như giống câu trước. Chuyện này rất khó. Hiện tại, người xuất gia trong chúng xuất gia, cho dù là người tu hành rất tốt, cũng không muốn giảng giới luật. Những vị đại đức tại gia không muốn giảng lễ. Năm đó, thầy Lý dạy học ở Đài Trung,
Tôi thỉnh thầy giảng lễ ký, giảng lễ ký cho học trò chúng tôi. Tôi thỉnh thầy đại khái khoảng 8-9 lần, thầy mới miễn cưỡng đồng ý giảng vài lần cho chúng tôi. Lễ ký có 49 chương. Tại sao lại không giảng? Giảng mà bạn làm không được thì giảng làm gì? Kinh này không phải là lý luận, là hành vi. Bạn thật sự làm theo có tác dụng, bạn không làm theo thì có tác dụng gì? 10 giới sa di và 24 oai nghi, đây là chuẩn mực tu học thấp nhất của người xuất gia. Tức là bạn nhất định phải làm cho bằng được. Nếu bạn không làm được thì bạn không phải là người xuất gia. Mặc dù nói là vậy, thực sự làm thì rất khó, rất khó. Bạn muốn giảng những nội dung này đắc tội người khác. Những điều bạn giảng không phải là hàng ngày mắng người khác hay sao? Ai muốn hàng ngày nghe bạn mắng chứ? Cho nên người xuất gia không muốn giảng giới luật. Pháp sư giảng kinh rất nhiều, không có một ai giảng giới luật. Pháp sư giảng giới luật, trong tưởng tượng của tôi, người nghe không ai không mắng vị pháp sư đó. Đây đều là sự thật. Điều này quan trọng. Tại sao lễ và giới lại khó học như vậy? Bạn chưa học căn bản. Bạn lơ là giáo dục căn bản. Tại sao thời xưa học những điều này không khó? Tại gia, xuất gia đều học rất tốt. Người xưa từ nhỏ đã dạy. Dạy điều gì? Là đệ tử quy mà hiện nay chúng tôi thường đề xướng. Hiện nay chúng tôi ở Úc, Tịnh Tông học viện của chúng tôi, chúng tôi đặt ra thời gian 2 năm phải thực hành toàn bộ từng câu từng chữ trong đệ tử quy. Có nền tảng này, bạn lại học sa di luật nghi thì không có vấn đề, bạn sẽ rất thích học. Tại sao vậy? Bạn có thể làm được. Bạn không có nền tảng này, bạn không thể nào sanh tâm hoan hỷ với sa di luật nghi được. Tại sao vậy? Làm không được, không làm được điều nào cả. Lễ không có thì nho không có. Đạo của Khổng Tử liền đứt đoạn. Giới không còn thì Phật không còn. Những gì còn lại là Phật học. Học Phật không còn nữa. Cho nên nho muốn có thể hưng thịnh trở lại, Phật muốn có thể hưng thịnh trở lại, không ngoài điều gì khác, thứ nhất vẫn là làm từ đệ tử quy, vẫn là phải nhặt lại những thứ của người xưa. Mà không hạ công phu từ những điều này thì chắc chắn không thể thành tựu. Cho nên hiện tại chúng tôi in đệ tử quy thành quyển sách nhỏ, có thể để trong túi, coi đệ tử quy thành giới luật để học tập. Thật sự phát tâm có thể dùng thời gian 1-2 năm thực hành. Sau đó bạn lại đọc 10 giới, 24 oai nghi, không khó. Lúc đó tôi tin rằng chư Phật Bồ Tát sẽ không rơi lệ, sẽ mỉm cười. Chúng ta nhất định phải làm thật, phải thật sự thực hành, hạ công phu từ những điều này. Những điều này có thể giúp đỡ bạn giảng sanh. Do giới đắc định, do định khai tuệ. Hơn nữa, bạn thật sự có thể làm, bạn thật sự tích lũy công đức. Bạn làm cho người khác thấy, người khác thấy sẽ học theo bạn. Họ có thể làm được, mình cũng có thể làm được. Cho nên dạy người khác như thế nào, bản thân thật sự làm được chính là dạy người khác. Tự nhiên có thể ảnh hưởng một số người, rất quan trọng. Đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức.
gieo nhân thiện nhất định đạt được quả thiện, tạo ác nghiệp nhất định gặp ác báo. Nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Phật Pháp nói nhân quả thông ba đời. Có một số báo trong đời này, có một số báo trong đời sau, có một số báo trong đời sau nữa. Không có chuyện không báo. Hy vọng chúng ta phải nghiêm túc đối với chuyện này, phải thật sự phát tâm học tập, chắc chắn có chỗ tốt. Hiện nay đại lục thịnh hành ngũ hội niệm Phật, niệm một câu dễ một nét. Đây là pháp môn tịnh độ sao? Vấn đề này tôi nghe nói rất nhiều rồi. Lần trước tôi viếng thăm Trung Quốc cũng gặp rất nhiều người hỏi vấn đề này. Trước khi Thích Ca Mâu Ni Phật nhập diệt, vô cùng từ bi dạy dỗ đệ tử đời sau làm thế nào phân biệt tà pháp, chánh pháp. Điểm này quá quan trọng. Đây là sự từ bi của Phật. Trong Hội Lăng Nghiêm, Đức Phật nói rất hay: từ kỳ mạt pháp, tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng, phàm phu mắt thịt chúng ta có năng lực gì để phân biệt tà chánh đây? Cho nên Phật đặc biệt khai thị cho chúng ta. Ngài giảng bốn câu. Thứ nhất là y pháp bất y nhân. Thế nào là pháp? Kinh điển, phương pháp mà họ nói trong kinh điển có hay không? Trong kinh điển có, vậy được, y giáo phụng hành. Trong kinh điển không có, để sang một bên. Tôi sẽ không để ý tới anh. Anh tốt cũng được, không tốt cũng được. Tôi phải tuân theo lời dạy của Đức Phật. Vậy thì phương pháp này trong kinh điển không có. Kinh điển tịnh độ không nhiều. Hiện tại, tổ sư chỉ dạy chúng ta năm kinh một luận. Kinh điển tịnh độ là ít nhất. Lý luận phương pháp đều phải tuân theo năm kinh một luận. Chúng ta thật sự phải học tập năm kinh một luận. Học tập một bộ cũng được, đều có thể thành công. Chắc chắn phải y giáo phụng hành. Bạn không thể nghĩ dùng phương pháp của chính mình, như vậy không được. Người khác giảng pháp như thế nào cũng không được. Kinh ngắn nhất trong năm kinh là Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, chỉ có 244 chữ. Một đời này bạn có thể tu hành theo kinh này, chắc chắn sẽ thành tựu. Kinh dài nhất là kinh Vô Lượng Thọ. Mặc dù nói kinh Vô Lượng Thọ dài nhất, nhưng so với điện tịch của các tông phái khác thì thật quá ít. Cho nên năm kinh một luận ghép lại cùng nhau, hiện nay cũng chỉ là một quyển sách mỏng. Tịnh tông dễ dàng là ở chỗ này. Chúng ta phải đọc thuộc lòng, thực sự phải y giáo phụng hành. Cho nên phương pháp này không có trong tịnh tông, không có cách nói này. Phương pháp niệm Phật của tịnh tông, Đại Thế Chí Bồ Tát giảng rõ ràng nhất, đơn giản nhất, nhất trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối. Niệm Phật làm gì còn cần niệm một câu dễ một nét? Như vậy là làm trái với tịnh niệm tiếp nối. Tịnh là tâm bạn thanh tịnh. Bạn niệm một câu dễ một nét, tâm của bạn không thanh tịnh, vừa phải niệm vừa phân biệt, vừa chấp trước, vừa vọng tưởng. Trong một câu Phật hiệu của bạn xen tạp vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Điều này không phải rất rõ ràng sao? Bạn làm sao có thể đạt tâm thanh tịnh? Điều kiện quan trọng nhất để vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là tâm thanh tịnh. Tâm tịnh tức cõi Phật tịnh.
Cho nên bạn nói niệm Phật, niệm Phật dùng phương pháp như thế nào? Phật không dạy chúng ta cụ thể, chỉ dạng nguyên tắc, nguyên lý, nguyên tắc, nhiếp trọn sáu căn, tình niệm tiếp nối. Đây là nguyên lý, nguyên tắc. Nhiếp trọn sáu căn, dùng lời thông thường nhất hiện nay của chúng ta mà nói, lời mà mọi người dễ hiểu, đó là buông xuống vạn duyên. Nếu bạn không thể buông xuống, hôm nay thích điều này, ngày mai ghét điều kia, như vậy không được. Tâm của bạn sẽ không thanh tịnh. Cho nên vậy bạn phải buông xuống trước. Điều gì cũng đều buông xuống. Không những buông xuống thế gian pháp, mà Phật pháp cũng phải buông xuống. Pháp môn của Phật quá nhiều, 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Tôi chỉ tu tịnh độ, những pháp môn khác đều buông xuống hết. Rất quan trọng. Trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện lại nói, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, hiện tại tôi đều buông xuống toàn bộ. Đây có phải là làm trái ngược? Không trái ngược. Phải biết điều này không trái ngược. Hôm nay tôi buông xuống toàn bộ pháp thế gian và pháp suốt thế gian. Tôi một lòng một dạ buông tới thế giới Cực Lạc, đi gặp A-di-đà Phật. Tới thế giới Cực Lạc gặp được A-di-đà Phật, tôi lại pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Tại sao vậy? Lúc đó bạn có hoàn cảnh tu học tốt, có thầy tốt, chư Phật là thầy của bạn, Bồ Tát là bạn học của bạn, bản thân lại là vô lượng thọ. Hiện tại thọ mạng ngắn ngủi, tôi muốn học quá nhiều thứ, còn chưa học thành công thì thọ mạng đã hết. Phải biết điều này. Cho nên tôi thường giảng Tứ Hoằng Thệ Nguyện. Hiện tại chúng ta chỉ thực hành 2 nguyện đầu: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Bạn muốn đoạn phiền não, bạn phải nhất tâm, phải một pháp môn, nhất môn thâm nhập trường thời quân tu. Bạn học một môn, một môn đạt tâm thanh tịnh. Thông thường mà nói, tức là một môn này bạn có thể đắc định, định có thể khai tuệ. Bạn học nhiều thì không có cách nào đắc định. Trước đây, chúng tôi theo học kinh giáo với thầy Lý. Thầy Lý dạy học sinh chỉ có thể học một thứ. Bạn đồng thời muốn học 2 thứ, thầy ấy không dạy bạn. Thầy ấy không cần người học trò như bạn. Cho nên chúng tôi đều là học phương pháp của trường tư tục, tức là học một môn. Một môn học tốt rồi, thầy giáo đồng ý. Tiêu chuẩn học tốt đó là bạn lên bục giảng kinh. Thầy giáo ngồi ở hàng ghế cuối cùng nghe, bởi vì thời đó vẫn chưa có loa. Thầy ngồi ở hàng cuối cùng, thầy phải nghe thấy mới được. Nếu lời bạn nói mà thầy không nghe thấy thì không được. Âm thanh của bạn không được. Thầy ngồi nghe ở hàng cuối cùng, thầy nghe bạn giảng, giảng được thì có thể gật đầu. Không giảng sai sẽ không hại người. Như vậy mới đồng ý bạn có thể học tiếp một bộ kinh. Một người nhiều nhất không được vượt qua 3 bộ. Đây là quy tắc mà thầy Lý dạy chúng tôi khi đó. Mà kinh điển mỗi người học lại không giống nhau. Bạn đều có thể tới dự thính. Bản thân bạn chỉ tu 1 bộ kinh. Tuyệt đại đa số mọi người đều là 1 bộ kinh. Chúng tôi có thể dự thính nghe rất nhiều bộ kinh. Nhất môn thâm nhập trường thời quân tu. 1 bộ kinh, hy vọng bạn giảng nhiều. Tiêu chuẩn của chúng tôi khi đó là ít nhất phải giảng 10 lần. Ví dụ như tôi học Kinh Di Đà, tôi phải giảng Kinh Di Đà 10 lần. Giảng 10 lần rồi, thầy đồng ý rồi, mới có thể chọn thêm 1 bộ kinh. Đây là giúp đỡ điều gì? Giúp đỡ bạn đạt nhất tâm, giúp đỡ bạn đạt tâm thanh tịnh. Đạo lý ở chỗ này, tuyệt đối không cho phép học rộng nghe nhiều. Học rộng nghe nhiều, tinh thông, đây là người như thế nào? Người khai ngộ. Bạn chưa khai ngộ, phiền não tập khí rất nặng. Bạn học nhiều thì tri kiến, tư tưởng của bạn hỗn loạn, không có chỗ tốt, chỉ có chỗ hại mà thôi. Cho nên công phu niệm Phật không đắc lực. Đây là thật sự thông qua học tập, bạn mới biết phương pháp đó tốt.
lời thầy dạy đúng đắn. Chúng tôi khâm phục phương pháp của thầy, nghiêm túc cố gắng học tập. Tôi giúp đỡ người khác cũng dùng phương pháp của thầy. Trước đây ở Singapore, tôi tổ chức một lớp bồi dưỡng nhân tài Phật pháp ngắn hạn. Thời gian của chúng tôi từ 3 đến 4 tháng một khóa. Học tập một bộ kinh. Nhưng mà đồng tu học tập, sau 3-4 tháng, họ viết rất nhiều tâm đắc báo cáo, đều cảm thấy học tập 3 tháng này hơn hẳn 4 năm học tập ở học viện Phật giáo trước đây. Bởi vì 4 năm đó họ học rất nhiều, mỗi ngày đều nghe nhiều môn học như vậy, 3 tháng này học một môn. Họ liền có cảm nhận này. Thực sự khi họ bước lên bục giảng, đều có thể giảng được những gì họ học. Thông thường sau khi học 4 năm ở học viện Phật giáo ra, một bộ kinh cũng không biết giảng. Cho nên thực nghiệm này, chúng ta có thể thấy được hiệu quả rất tốt. Phương pháp niệm Phật rất nhiều, nguyên lý nguyên tắc chỉ có một, chắc chắn phải đạt tâm thanh tịnh. Cho nên những phương pháp này tự mình có thể tự nghiệm. Nếu như bạn thực sự theo phương pháp này tu học, phiền não của bạn ít đi, tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước ít đi, tâm của bạn thanh tịnh, thì trí tuệ hiện tiền. Trí tuệ hiện tiền tức là cảm thấy thông minh hơn trước đây. Trước đây làm việc mơ mơ hồ hồ, hiện tại làm việc đâu ra đấy, tự mình có thể thể nghiệm thấy. Vậy thì bạn có tiến bộ. Đặc biệt là ở chỗ nào? Trước khi học Phật, suy nghĩ tự tư tự lợi rất nặng. Khi thực sự học Phật, có một chút thọ dụng, tâm từ bi hiện tiền. Coi trọng lợi ích của người khác, xem nhẹ lợi ích của chính mình. Đây là thay đổi rất rõ rệt. Mọi lúc đều có thể suy nghĩ cho người khác, rất ít khi nghĩ tới chuyện của mình. Bạn có thể cảm nhận được từ chỗ này. Câu hỏi thứ hai, thường có người tới tìm làm Phật sự, như có người mất, có người bệnh, tìm người tới tụng kinh Địa Tạng hoặc tam thời hệ niệm, có thể làm được không? Đây là kết duyên, có thể. Đây là chuyện tốt. Lúc con người bị bệnh cần được an ủi, lúc qua đời cần được giúp đỡ, trợ niệm vô cùng quan trọng. Chúng ta thành tâm thành ý, hoàn toàn giúp đỡ họ, lợi ích họ. Chuyện này có thể làm. Lúc làm không thể có danh lợi. Tôi niệm một bộ kinh cho anh phải thu bao nhiêu tiền? Đây là buôn bán. Coi Phật Pháp là sản phẩm thương mại. Bạn buôn bán Phật Pháp, vậy thì có tội. Không thể làm vậy. Giúp đỡ người khác vô điều kiện, như vậy tốt, là chuyện tốt. Câu hỏi thứ ba, người này thật sự tu Pháp môn Tịnh Độ, ăn một bữa giữa ngày, một ngày dập đầu 1.000 cái, một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một ngày 3 vạn tiếng Phật hiệu. Hiện tại Tịnh Độ Tam Kinh kiên trì làm hơn 2 năm rồi, nhưng sức khỏe càng ngày càng kém. Xin hỏi sư phụ, người này nên làm như thế nào? Người này có vấn đề.
Tại sao vậy? Thật sự tu hành, vậy thì hiệu quả là sức khỏe của bạn càng ngày càng tốt. Đây là điều chắc chắn. Sức khỏe không tốt, đó là có nghiệp chướng. Nhưng mà nghiệp chướng này sẽ tiêu trừ. Bản thân tôi là người từng trải. Lúc tôi học Phật cũng là ăn một bữa giữa ngày 5 năm. Lúc bỏ bữa ăn tối thì ốm đi. Cho nên lúc đó cũng khá giống với những gì bạn nói. Một ngày tôi không dập đầu 1.000 cái, một ngày tôi lạy 800 lạy. Sáng sớm thức dậy lạy 300 lạy, buổi tối lạy 300 lạy, buổi trưa sau khi ăn cơm lạy 200 lạy. Con người như thế nào? Xanh xao vàng dọc. Đây là gì? Đây là thể chất thay đổi. Trước đây bạn ăn thịt, hiện tại ăn chay. Thể chất của tôi thay đổi chậm. Đại khái khoảng 5-6 năm mới khôi phục lại bình thường. 5-6 năm này bạn phải quyết tâm. Nếu bạn nhiều bệnh thoái tâm thì bạn xong rồi. Phải kiên trì. Nhưng tôi có một chỗ tốt. Mặc dù nhìn thì rất khó coi, nhưng tinh thần, thể lực tốt, không chút suy yếu nào. Có sức lực, những độ rất nặng tôi cũng nhấc lên được. Cho nên không ảnh hưởng chút nào tới tinh thần, thể lực. Bởi vì lúc đó thầy từng hỏi tôi, thầy nói cách làm của cậu, bởi vì thầy của chúng tôi cũng ăn một bữa giữa ngày, tôi học theo thầy. Học theo thầy được 8 tháng tôi mới nói cho thầy biết. Tôi nói hiện tại con cũng làm như vậy. Cho nên thầy rất quan tâm, hỏi thăm tinh thần, thể lực của tôi. Tôi nói tinh thần, thể lực cũng thế, không bị ảnh hưởng chút nào. Thầy nói tốt, như vậy thì tốt. Nếu như tinh thần, thể lực có vấn đề, vậy bạn không phải sai lầm về mặt lý luận, thì là sai lầm về phương pháp. Điều này phải thỉnh giáo người tu hành. Người tu hành có kinh nghiệm phải thỉnh giáo họ giúp đỡ bạn. Làm thế nào mới có thể làm như lý, như pháp? Như lý, như pháp, tinh thần, thể lực, sắc tướng của bạn đều sẽ trang nghiêm, đều sẽ tốt. Không thể nào càng tu càng kém. Không có đạo lý này. Càng tu càng tốt. Phật Bồ Tát tới tiếp dẫn đại chúng, sắc tướng rất quan trọng. Nếu như sắc mặt của Phật Bồ Tát rất khó coi, bộ dạng da bọc xương, ai dám theo các ngài học? Vừa nhìn thấy liền sợ hãi, còn có thể học theo các ngài sao? Ăn chay, ăn rất ít cũng không vấn đề gì. Tôi thường nói 95% năng lượng đều tiêu hao vào vọng tưởng. Mỗi ngày vọng niệm trong đầu tiêu hao năng lượng rất lớn. Đối với bản thân, thật sự mà nói, lao tâm lao lực tiêu hao rất ít năng lượng. Vọng niệm tổn hại một người rất nghiêm trọng. Cố gắng phải ít vọng niệm. Nhu cầu của chúng ta ít, cho nên không có ảnh hưởng tới sức khỏe. Phương pháp này có lợi ích nhất định cho người mới học Phật.